Mến chào cô chú anh chị, anh chị ơi thị trường hiện tại đang có rất là nhiều dòng bò luôn. Thứ nhất là bò tím nè, đảo rất là quen thuộc cô chú anh chị mình. Thứ hai nữa là bò blue. Thứ ba nữa là bò đỏ. Bây giờ em giới thiệu cô chú anh chị mình một dòng bò nữa nha. Dòng này là bò biến thiên có tỷ lệ sổ chóp 5% và cây em đang ôm là bò Long Hành nè cô chú anh chị. Cây này là cây từ cái cây mà à, được đoạt giải nhất ở hội thi hoa lan Tân Phú lần thứ nhất của cô chú anh chị. Đó quá đẹp luôn cho một mặt hoa bò chớp long thành đó chớp ba biên nha cô chú anh chị và lô của em đang giới thiệu cô chú anh chị mình là lô này lô sổ chớp luôn em nấy có tên là bò hồng nó riêng chứ về phần cánh của nó em mời gần chút nữa có cái hình chèn vô cô chú anh chị mình ngắm hoa bò hồng giùm em là phần cánh này nó cũng có ba biên y chang vậy luôn nhưng mà ở phần chơi nó là màu hồng nha cô chú anh chị và hoa của nó có độ rũ đặc biệt là bò hồng này rất là thơm luôn Giờ cô chú anh chị mình cùng đi ngắm cây cùng với em Còn mặt hoa này anh chị ngắm cái là nhìn thấy cái bộ hoa không là mình lết rồi đúng không Giờ anh chị ngắm cái thân lan nè Rồi cây em đang bán nè Và lô này là có tỷ lệ sổ chốt 500 cho cô chú anh chị mình luôn Hàng em đang có là đi đọt đẹp Rồi có đứng lá luôn nha cô chú anh chị nhú dòi thì chưa có Tại vì em để tự nhiên á nên chưa có nhú dòi Đây Toàn là hàng đứng lá Và hàng sổ chớp là chưa từng cắt hoa. Và thân của nó cô chú anh chị mình nhìn rất giống bò tím đúng không? Để em chia sẻ cô chú anh chị mình sự khác biệt của nó để mình phân biệt coi ừ mình mua có chuẩn hàng không, có bị sai hàng không, rồi Quỳnh có cầm cái bò tím mà Quỳnh nói cái bò hồng, rồi Quỳnh muốn bán có doanh thu không, rồi Quỳnh có xạo không? Đó, cô chú anh chị mình cây bò tím và thân của nó tròn. Cây bò hồng này là đây cô chú anh chị thân dẹp. Đây cả nhà nhìn nè. Và đặc biệt có cái điểm khác biệt hoàn toàn với cây bò tím nhìn thân lá giống tới 90 95 phần trăm luôn nhưng nếu mình chịu khó soi em nó thân dẹp hai việc thân nó tròn đúng không cây bò biến thiên này thân nó dẹp và có cái đường sọc vàng chỗ này nè đó cô chú anh chị khác nhau ở điểm này nha cô chú anh chị và hoa của nó đặc biệt là khi nở ra hoa nó sẽ có cái mùi thơm rất là đặc biệt và rất là ngọt luôn à, không có mùi thơm của bò lúc lắc nha anh chị không có mùi thơm áp chảo nha nó mùi thơm của hoa lan chứ anh chị nghe bò bò cái sau anh nói anh chị nói chắc là thơm thơm của mùi bò quá mùi bò xào bít tết cái nữa tới luôn chuyện luôn hay là bò xào hành nữa rồi xong luôn đó em mời cô chú anh chị mình ba cây đó em có thể lựa điều cô chú anh chị nói là ừ em ơi lựa hàng đi đẹp đi đọt đẹp đi đều đi để về chị ghép ba cây vô một để có những chậu tác phẩm siêu to mà thơm nữa đó ba cây như thế này em mời cô chú anh chị mình giá 185 trăm tám em miễn với ship và cô chú anh chị nhớ là lô này của em có tầm khoảng 500 cây thôi tỷ lệ sổ chất 500 chứ không phải là lô bò tím nó là bò biến thiên nha cô chú anh chị không phải là bò tím nếu không sổ ra tím thì mặt hoa nó sẽ là hồng chứ không phải là tím nghiệm luôn nha cô chú anh chị để ý giùm em khúc này nè chứ anh chị tưởng là em đang bán bò tím không em đang là bò hồng bò biến thiên nó có thể sổ ra chớp ba biên như thế này hoặc là chớp khác nữa nha cô chú anh chị hoặc là nó sẽ biến thiên những mặt hoa khác nhưng mà nếu như không rõ ra chớp thì mặt hoa này sẽ là màu hồng chứ không phải là màu tím hay là màu blue nha cô chú anh chị đó và đặc biệt là khác cái bò tím và bò blue em này vòi hoa nó có cái độ rũ và hoa nó quan trọng là thơm và dùng từ thơm và rất thơm luôn ở đây cô chú anh chị mình ngắm cái cây này do mình chăm chưa có chưa có gọi là chưa có đạt á cô chú anh chị nhưng mà thân của nó vẫn là mình lép nè <laughs> cô chú anh chị dùng từ thôi thiển của người nông dân là mình lép có nghĩa là gì mình dẹp đó đó thay vì bò tím thì mình nó tròn nhưng mà em nấy là đúng, đúng luôn là mình dẹp khi cô chú anh chị mình chơi cô chú anh chị nhìn cái chậu tác phẩm này ở hồi sở cây ở miếu dữ vậy hồng do ôm hoa nhiều và không đi phân bón đang giữ hoa để chuẩn bị có hội thi ở vĩnh long giờ mà đi phân bón nhiều thì nó sẽ nhanh tàn đó, cô chú anh chị riêng dòng này nếu cô chú anh chị mình chăm đạt nha cây này là không đạt do nó đang bị mất sức vì hoa thiếu phân và thiếu nước của chú anh chị còn cây mà chăm đạt đủ phân đủ nước là cao tới một mét rưỡi một mét sáu luôn và hoa của nó là hầu như nửa thân để cho hoa của chú anh chị xem chậu này nè sưng 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 mắt rất là nhiều luôn. Đó. Và cái hội thi ở Tân Phú lần thứ nhất cái cây này điếm là gần cả trăm vòi hoa luôn cô chú anh chị. Vì nó xiên hoa mà vòi hoa nó nhiều và cái mật độ nè anh chị coi nè. Mật độ phân tán của hoa nó dày đặc luôn và cái cái gọi là cái đường nét chót của nó cô chú anh chị mình nhìn mê đúng không? Làm nên một cái cây mà mình nhìn thấy là không có điểm nào để chê. Thứ nhất là hoa đẹp nè. Rồi thân thủ đẹp nè lá đẹp đặc biệt là anh chị chăm càng lâu cây nó càng đẹp quan trọng một điều nữa là thơm nha quan trọng một điều nữa là anh chị khi mình chăm lâu cây này nó không bị tuột lá chân không còn cái cọng nhiều anh chị nói anh chị nói nè em ơi cái cây nó tuột hết rồi tuột hết rồi không còn cái gì hết tuột sơ sát luôn tuột quá thì tuột luôn không còn cái lá nào hết luôn ừ, anh, chăm, anh chăm lâu mà nó còn cái cọng không à ốm rồi không có lá không nha riêng dòng này chăm lâu là em nói là thân nửa cùm tai cao một trên một mét rưỡi một mét sáu luôn rồi tiếp tục là hạn chế rụng lá đặc biệt là ở khí hậu nhiệt độ giống như anh chị ngoài bắc mà rét nhiều á dòng này lá dày cô chú anh chị đây bản lá to dày nên là khi ghét á trời rét lạnh đó cô chú anh chị không hề không hề hớn gì hết không ảnh hưởng nhiều luôn và khi mà em ấy có hoa nó sẽ hạn chế cái sự gửi coi cho mình giống như là teo thân nè rồi rụng lá nè rụng hoa rụng nụ rồi hoa không đạt không nha dòng này cái giống riêng em bò bò tím với bò blue bò hồng tuyệt vời cái chỗ là độ châu lì của nó nên nó, nó có tên bò bò là gì bò là bò với châu là một họ mà cô chú anh chị đó gọi là châu bò đó siêu lì dữ lắm lì cái điểm là không phải là lì hoa mà lì là độ khỏe của nó lì đó cả nhà có chưa chưa có thì mình làm một bộ sưu tập đi anh chị có bò đỏ chưa rồi có bò tím chưa có bò lưu chưa có rồi hết rồi đúng không giờ anh chị có bò biến thiên hồng này chưa chưa có thì làm cho em combo ba cây nha cô chú anh chị ơi để mình làm một bộ sưu tập bò ở trong nhà nha cô chú anh chị có anh chị nào đã sở hữu rồi Comment cho em biết tại thị trường giờ đang bán một cây thôi Em đang bán giá cuối năm ưu ừ đãi lớn cho cô chú anh chị mình á Chứ đang bán thị trường là một cây chậu y như em luôn nhưng mà chồng như chậu to hơn một chút xíu thôi cái sai cây tựa tựa bằng bằng thôi nhưng mà bán tầm khoảng là một trăm năm 150 ngàn cho tới 180 ngàn đó cô chú anh chị Cái này không phải là em muốn bán rồi em nói Anh chị có thể tham khảo trên thị trường Tại vì dòng bò biến thiên màu hồng này Là đang có số lượng rất là ít luôn Và hầu, hầu như là nguyên cái thị trường mình là Tất cả nhà vườn mình, mình tính số lượng rất là ít luôn Cô chú anh chị không có nhiều Nhưng mà em cũng có tầm khoảng có 500 cây thôi Không có nhiều luôn Nên cả nhà đang xem cái video này comment Số điện thoại hay là nhắn tin inbox số điện thoại hay là gọi điện tới số hotline ngàn nhớ nha cô chú anh chị ơi gọi điện sớm nhất để được ba cây hai cây nè ba cây sổ chốt 500 185 ngàn em miễn luôn phí ship cô chú anh chị mình cầm mình thả số điện thoại gọi điện tới số hotline nhanh nhanh cả nhà em cảm ơn cô chú anh chị mình ạ à.